ليك ليه ليه؟ اسمعني هلا، روح هلا غرفة النوم. بنتن بنتن الحلم بنتن. كبير، لازم نستسلم. بيت مي، có bóng nha, có bóng người, có bóng người nha. Khoan, mắc áp lực quá à. Qua đây chưa? Bịt mẹ. Cái gì vậy? Có tiếng người. Bịt mẹ mày, tao biết ngay mà. Tao biết ngay mà trong này mà. Đến thôi. Tiếp mày. Má nó. Chết mẹ rồi. Hay quá em trai. Hay quá. Cái đồ mới đâm thẳng vô cổ luôn. Đâm vô cổ là chết rồi, có cần phải đâm liên tục vậy không? Gớm quá. Được má tán phát lú mẹ luôn. Rồi, chết mẹ rồi. Đi mày, mày đây rồi, tao lấy AK tao xả người mày. Xin lỗi anh Nga nha, nhưng mà game tư bản nó hay quá. Ayo, what's up anh em? Chào mừng anh em quay lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi tựa game Call of Duty Modern Warfare 2019. Thì ở tập trước là thằng em của Pharah, con chó Hades, nó thì nó là người ăn cắp khí của Nga, khí khí ga độc của Nga chứ không phải là bất kỳ ai tổ chức nào hết. Mẹ pha này bóp giấy tận cổ luôn, mẹ lú thật sự. Đây mình mở mắt ra mình, ủa cái quần què vậy, sao tự nhiên bây giờ, sao tự nhiên bây giờ mình bị đè đá rồi? Nhớ là mình đang nằm ở trong nhà mà đang đeo mật nạ khí độc mà. Fatima Pharah Hadid. Ê, ba mình kêu hả? Ôi chết mẹ, ba mình kêu. À, phải tự di chuyển. Á đù má. Mẹ. Mẹ Pharah hả? Đúng, mẹ Pharah chết đây hả? À, rồi. Hồi nãy nó có ghi 20 năm trước, mẹ ngu thiệt, quên đi. Ok. Ok, cái này là flashback hay sao ấy? Wow, bro. Rồi má tội nghiệp vậy. Má chứng kiến mẹ mình bị đè, bị đá đè luôn chứ. Tội thiệt má, tội Pharah quá. Ủa giờ sao? Giờ đi đâu đây? Này, bấm chữ F lấy cục đá này ra. Cứ tiếp tục tìm kiếm khu vực này. Wow. À, đập cho người ta nghe, người ta lại cứu mình ra. Má, vậy là mẹ Pharah chết rồi. Dạ, quá khứ mẹ Pharah đây hả? Để hết đá để mấy anh trai, cứu em. Đục, nó mang cưa tới luôn hả? Khủng khiếp quá. Rồi, nó thấy mình rồi. Anh em cứu tôi. Trời má, thiệt quá khứ của tụi này cũng ít có ác lắm. Quá khứ của Pharah ơi cũng ít có tệ lắm. Đúng là không phải cái gì mà tự nhiên người ta trở thành nghĩa quân đâu. Hey, ba mình. Trời ơi, mẹ mình nè. Rồi. Ba. Còn con trai ổng nữa hả? À. Chết mẹ, máy bay ném bom. Mẹ của con đi rồi, chỉ còn có chúng ta thôi. Má nói chuyện mà nghẹn luôn á. Nói chuyện mà tôi thấy tội nghiệp giùm luôn ấy. Khốn nạn thiệt, mẹ nó chiến tranh. Ok, mấy ông này sẽ giúp đỡ mình ạ. Ông này là anh trai mình. Cái đủ cái đéo gì đây? Lính Nga, người Nga tới. What the fuck, tụi này tới làm cái gì vậy? Cái đủ mấy, nó bắn như dân thường luôn hả? Ủa mấy đúng là đi mẹ game tư bản. Mấy đúng là game của Mỹ anh em à. Mẹ nó ví người Nga giống như mấy thằng sát nhân vậy á. Trong khi những cái thằng mà mang quân ra Trung Đông đánh rồi giết người dân vô tội, thả bom rồi chết người dân ở Trung Đông hàng loạt là chỉ có Mỹ thôi. Mẹ hôm nay công viên tư bản chơi mà nhục dùm luôn á. Chơi mà cảm thấy giơ tay luôn á.
Ok, đi 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 đi. Má chơi cảm thấy giơ tay thật sự luôn á, nhưng mà đủ quá thiệt. Sức mạnh truyền thông với lại cái ngành giải trí nó quá tốt các bạn à. Mẹ nó cái Black game, cái series Black Ops của Call of Duty anh em mà nó chế, nó cũng chế chuyện người Việt Nam ít có ác lắm. Cái thường vậy. Đủ nó. À. Thì ra quá khứ của con này với thằng hai đứa lại cũng 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 bị tụi Nga phóng khí độc vậy hả? Hả, hàng gì tụi nó tới thù 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 tụi Nga. Hay đi. Trời, ở trong nhà này là bị được an toàn khỏi tránh khỏi khí ga hả? Thì mà cái gì ảo ma vậy trời? Ồ, giường mình nè, giường hai đít nè, chắc chắn giường ba mẹ nó rồi. Đi thôi đi thôi, mẹ người ta đang ăn ở. Các bạn nhìn các bạn cũng tự hiểu là hiện tại tình hình Trung Đông y chang vậy, khu vực Palestine này nọ. Mấy con chó Mỹ với lại Israel nó mang quân qua nó chiếm đất người ta đang ở. Lấy gì? Lấy điện thoại hả? Chúng ta sẽ băng qua cây cầu và tới núi. Ok, bây giờ mình sẽ đi qua lên núi hả? Đó, kiểu vậy. Đúng rồi, người ta đang ở đây, anh bên Mỹ Israel qua chiếm đất của Palestine, chiếm đất tùm lum tùm la hết, gây chiến tùm lum rồi giết người nữa, hỏi sao không cọc. Game này anh em phải thay thế, anh em phải đổi vế thằng Nga thành Mỹ nha, thiệt chứ đéo hiểu thật. Chơi game bức xúc giùm luôn, khốn nạn thực sự. Mẹ, đúng là tư bản làm game hay thật mà chơi giơ tay giùm luôn. Ơ đừng mày cái quần què vậy đi anh Nga. Má anh Nga đồ vãi, má đúng là người Nga thật anh em ơi, má đồ vãi. Đúng rồi, đập chết mẹ nó. Bố ơi đập nó. Bố ơi đập nó. Rồi chạy trốn khỏi soldier. Bố ơi đập nó. Dạ, không không nó kêu mình trốn mà. Vô hộp cứu xong có đủ coi chừng ăn đạn. Đúng rồi, hay quá bố ơi, cố lên bố ơi. Đi mẹ cháy nhà, cháy nhà, cháy nhà. Má. Chạy chạy chạy, ba mình kêu chạy. Vãi cức. Vãi cức. Má, ba mình chết rồi hả? Chết mẹ, từ 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 từ, chưa biết phát hiện. Bấm về để extract. Hết sợ. Mẹ, chết mẹ. Lú luôn, lú rồi, lú rồi, lú rồi, lú rồi. Whoa 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 whoa. Bình tĩnh bình tĩnh bình tĩnh, từ 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 từ. Mẹ nó, tụi nó ví như người Nga như thằng khủng bố vậy á. Đúng là tư bản. Mặc dù nói chung là trong quá khứ Liên bang Xô Viết cũng hơi tệ chứ không phải là sạch sẽ gì đâu. Nó bắn cái gì, tụi nó bắn cái gì mày? Mẹ mày nè. Tiếp tục má, tiếp tục bị đâm rồi. Ok. Rồi em chứ. À, em nè anh ơi. Rồi, qua lượm cây dao tiếp. Không phải nó ngu nữa, nó không biết lượm cây dao lên trời. Mẹ, đúng là game, nó ví mày ngay giống như là mình. Chết mẹ. Chết mẹ, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy, cái gì vậy? Sao đâm không được, đâm không được, đâm không được. Đâm không được anh em ơi. Đâm lén thôi. Tiếp mày. Má nó. Chết mẹ rồi, chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi. Hay quá em trai. Hay quá. Cái đồ mới đâm thẳng vô cổ luôn. Ui, ui, ui. Đâm vô cổ là chết rồi, có cần phải đâm liên tục vậy không? Gớm quá. Được má tán phát lú mẹ luôn. Rồi chết mẹ rồi. Đi mày, mày để rồi tao lấy AK tao xả người mày. Xin lỗi anh Nga nha, nhưng mà game tư bản nó hay quá. Xin lỗi mấy anh Nga nhưng mà game tư bản nó hay quá, không thể chối từ. Không thể chối từ. Áp lực luôn ấy. Mở khẩu AK rồi. Kiểm tra cơ thể. Kiểm tra cơ thể này hả? Lấy gì ạ? Đồ anh Nga nặng dữ vậy hả? Má hèn gì? À lấy là lấy cái súng hả? Ủa hồi nãy mình cầm cây súng mà sao giờ cây súng ở dưới người nó trời?
Khiếp thì. Tội nghiệp anh Nga này, đủ mới bị nhét chữ vô mồm, bị tư bản gọi là kẻ sát nhân, kẻ khủng bố. Mà sorry sorry anh em Nga nha, má tôi chơi game tôi giờ thấy giơ tay giùm tôi luôn đấy. Thấy ba mình còn sống, ồ may quá, má tưởng chết luôn rồi chứ, tưởng mất cả ba lẫn mẹ chứ. Rồi tôi nhìn thấy tôi biết là chết luôn rồi, tôi không thể đi với ba, không thể đi với con được. Con phải sống bằng bất cứ giá nào. Trời ơi, à, chỗ này nó cháy một phần thôi chứ không phải cháy hết. Rồi. Trời quá. Trời ơi, cái gì vậy? Phải nghẹn giùm luôn. Trời, má nó nói cái câu đó mình buồn luôn á. Thiệt chứ. Chán thiệt. Đó, tình hình Trung Đông vậy đó các bạn. Gia đình anh em bà con gì Trung Đông này nọ y chang vậy á, Palestine các kiểu. Nhưng mà thay vào đó không phải làm, không phải là Nga, mà là châu Âu, nó là người tới. Mỹ là người tới, quân đội NATO là người tới, Israel là người gây cuộc chiến. Đất người ta đang ở nó bay tới nó chiếm để cho Israel có chỗ ở, nhân danh bọn Do Thái. Mẹ khốn nạn thiệt. Chúng ta phải biết đâu là điều đúng, đâu là điều sai. Anh em nên tìm hiểu lịch sử của Palestine và Israel sẽ thấy nó tệ như vậy này. Nó tệ như vậy này, tệ còn hơn như vậy nữa. Cái đồ mẹ hình như tụi nó mới nói là bọn này cứ như là khủng bố hả? À? Ý nó kêu bây giờ người dân Trung Đông là cứ người dân Trung Đông khủng bố. Mẹ cái câu này phải dành cho tụi Mỹ ấy. Đúng không vậy? Nó mới nói câu đó đúng không? Mẹ tụi Mỹ chùm kỳ thị luôn ấy chứ. Thấy Trung Đông là nghĩ khủng bố. Người Nga có làm bao giờ nghĩ cái chuyện gì đâu. Cứ mấy cứ anh chùm đầu anh là khủng bố. Cái đó chỉ có trong tư tưởng của người Mỹ thôi, chứ không bao giờ có trong tư tưởng của người châu Á hay người Nga này nọ hết. Người châu Âu cũng vậy. Tệ thật sự. Đi chậm chậm, thôi. Trời ơi, má nó thấy pha này sót luôn ấy. Má nó giết người kiểu này thì... Anh em cũng thấy chiến tranh của Ukraine với Nga đó. Nga đánh chậm, thắng chậm. Chỉ có cái đợt duy nhất gần đây là người ta không... Nga trả đũa bằng việc bắn gần 200 quả tên lửa cho thành phố để trả đũa cái việc mà bọn Ukraine nó phá tàu người ta thôi, phá cầu người ta thôi. Nên vô tình dính một vài người dân. Chứ còn những cái chuyện này á, bọn Mỹ nó làm với Việt Nam này, bọn Hàn Quốc nè, mấy con chó đó làm với người Việt Nam trong chiến tranh Việt Nam chứ đâu. Còn bọn giải ngân giải nghĩa gì Freedom House, nhân danh tự do, ngôi nhà tự do. Trời ơi, mày nhóc ỉa đó, nhóc ác đó. Nói chung là truyền thông với giải trí của tư bản là quá hay, quá đỉnh. Dắt mũi cả thế giới luôn mà. Bởi vì mấy thằng ba que khác nước nó mới khác tới giờ đó, chứ không nó cũng đâu có tính khác nước đâu. Mấy con chó này tính, ông này tính cướp cái bình, cái mũ dạ, cái mũ phòng độc của mình. Rồi cứ xuống đi. Tỏi hả? Cái này tỏi hả? Ok. Đồ cảnh đẹp vậy. Ok, đây không khí an toàn rồi, không bị nhiễm độc nữa. Ơ cảnh đẹp nha. Nó đẹp, nó không phải đẹp theo kiểu châu Á nhưng mà nó đẹp theo kiểu có đồi cát á. Đẹp phết. Đẹp thật sự. Ủa, máy bay của Menga tới. Baba. Chết mẹ rồi. Hai ngày trước có đám quân đã phục kích bọn khủng bố và bọn tao đã mất rất là nhiều lính ở đây rồi. Nói thiệt ra mẹ
Không nhìn được ta. Không nhìn được, không nhìn được. Ui, trời má. Anh em nhớ cảnh này nha. Nó xả đạn vô người dân. Cảnh này là tụi nó làm cái gì chơi với người Việt Nam ấy, bọn Mỹ ấy, chứ phải cảnh này là. Bây giờ anh em cứ thế tụi Nga thành tụi Mỹ đi là anh em sẽ đỡ cay à. Mấy tụi cay vãi cứt. Mấy tụi chơi game mà thấy giơ tay giùm luôn ấy. Mẹ tốn tiền game thiệt. Ok. Find a gun. And if you get scared, use the phone to distract them. Don't be caught. Ok. Tức là bây giờ mà mình di chuyển, mình mà chạy ra khỏi đây thì kiểu gì cũng sẽ bị bắt lại thôi, cho nên là bây giờ mình phải lên cướp chiếc xe tải để chạy. Nhưng mà trước mắt là đau tai quá. Trước mới tập gym xong, nhưng mà trước mắt là mình phải cướp cây súng của bọn này. Rồi mới giết hết hai thằng này đã. Bây giờ thằng này đến đây đặt cái điện thoại xuống để mình gọi, để làm tụi nó phân tâm. Ok. Rồi chạy đi Hadid, chạy đi, chạy đi. Ok. Từ từ, từ. Nó kêu mình lấy cây súng. Súng đâu đây nè. Đây, 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 đây. AK, AK. Ủa? Mẹ, tưởng AK. Ai về. Rulo. Này. Chết mẹ. Má. Con, tại là con nít á. Tại là con nít là bắn không có được. Con nít bắn hơi run tay. Chậm nữa. Nó giật nữa. Từ từ anh em ơi. Từ từ, từ từ, từ từ. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Một thằng. Hai thằng. Easy. Đi rồi em trai, đi thôi, đi thôi, lên xe, lên xe, lên xe, lên xe, lên xe, lên xe, lên xe đây. Lên 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 lên. Sim quốc ở đây thôi, nhưng mà biết lái xe không? Quan trọng là biết lái xe không? Ok, lái đi, mẹ ghê vậy. Chết mẹ, bị bắt rồi. Bị bắt rồi. À, ba cốp nè. À, thì ở đây là mặt của thằng ba cốp đấy hả? Có gì? Trời ơi. Chơi game mấy ngày nay giờ mới biết mặt ba cốp như thế nào ấy. Rồi, rồi chết mẹ, bị bắt cóc rồi. Không biết tụi nó làm gì đây. Hèn gì bây giờ tụi nó thù bọn Nga vậy, lại tụi nó muốn sử dụng vũ khí độc. Rồi, tạm biệt cuộc chơi. Hèn nó bị bắt cóc. Ờ, thì nói chung vậy thì cũng không chết được thằng ấy. Không chết được thằng Hadid. Tại vì Hadid nó quá khứ nó tệ quá. Quá khứ của nó là mất người thân. Hàng gì thằng đó. Nó có hỏi thằng Alex là có phải anh. Và sau đó anh giết người Nga phải không. Và anh có muốn giết người Nga phải không. Hỏi hoài luôn. Hàng gì bọn này nó muốn. Hadid nó muốn tụi ấy. Ủa phải di chuyển hả. Mình cần di chuyển không. Không không không. Hàng gì tụi Hadid nó muốn là người Nga phải tự trải nghiệm được cái cảm giác mà hít cái khí đó. Nói chung là cũng tự nghiệm một phần. Nhưng mà nói chung chuyện đó là sai. Ok, Captain Ryan tới rồi. Cay rồi, cay rồi má. Đế có chị em con mẹ gì hết ở đây rồi. Hadid là hung thủ. Được rồi, đi thôi, chúng ta cần nhất mong ra khỏi đây. Trời ơi. Tình chị em có chắc bền lâu. Ok, bây giờ cho nhiệm vụ gì tiếp đây. My brother always wanted to fight without rules. Now he's broken all of them. Hadir went north. He was picked up by AQ fighters in the foothills. Thằng Hadir nó không bao giờ muốn chiến đấu mà có luật hết trơn á. Nó muốn chiến đấu cách tự do luôn. Không có cái luật gì ngăn cản từ đó hết. Hadir's fight's not with us. He could have killed everyone when he stole the gas, but he chose not to. How do you know this? I was there, trying to stop it. Why didn't you tell me? We believed it was Alcatala. We
We didn't know it was him. We know now. We're going after him tonight. I'll come with you. You'll be hunting your own brother. He is not my brother. Bây giờ thì không có tình anh chị em gì hết rồi đó. Giờ chính thức là không có tình chị em gì rồi đó. Bây giờ đêm nay là mình phải bắt ba cóp vô hả? Ok, đêm nay chị sẽ bắt em ba cóp. Let's go. Fine. Fine. Let's move. Được rồi, chim cút thôi. Được rồi, đi thôi. Imagery confirms Hadir was in possession of the remaining stolen gas when he made direct contact with Alcatella's most brutal enforcer, the Butcher. Surveillance tracked their vehicles to a residential complex in the Akris Mountains, believed to be the Wolf stronghold. Alex and Farah will hold orbit for secondary clearance, while Bravo 6 leads the assault force to locate the chemical agents, retrieve Hadir, and kill the Wolf. Ok, chiến dịch này mình sẽ tấn công vào cái căn cứ, cái khu vực của Hạ Wolf và giết Wolf luôn. Không cần nó nữa. Không cần nó sống nữa, tại vì mình đã truy tìm được cái đống nhiên liệu rồi, mà giờ đống nhiên liệu nó sử dụng luôn rồi. Giờ chỉ cần giết Wolf luôn, rồi bắt thằng Hadid về chịu tội thôi. Ok. Tối lắm luôn á. Đúng rồi, tối thui luôn nè. Ok, trận này là chắc là clear rồi. Trời má, vô căn cứ người ta mà nó đi trực thăng hả? Như có mấy thằng mới có thằng chạy vô. Nó đi trực thăng gì thì đột nhập mẹ gì nữa. Ok. Một thằng. Trời. Phải cẩn thận, mấy con mấy ba này hay sâu trong này lắm. Ô, đụng má. Cái gì vậy? Má mới vô game nha, mới vô game nha bro. Một thằng ở đây nè, hai thằng. Chị gái, chị cứ ở đó đi, em không làm gì chị đâu. Là một chiến binh, tôi không bao giờ đánh bắn người thường hết. Trời má, chống lại chi không biết nữa. Đó, một đặc nhiệm chuyên nghiệp thì phải clear vậy nè, phải đảm bảo là chết sạch sẽ. Chết, thằng này cũng chết chưa. Ok, clear. Clear rồi. Má, nó đột nhập mà nó phá cổng bằng bom luôn hả? Tôi sợ luôn ấy. Tôi thua rồi. Cái lồn vậy? Nghe có tiếng chích mẹ. Má lú luôn. Hay quá. Ok, cửa bên trái sẽ là của mình. Bình tĩnh. Ok, clear. Đủ mấy cái gì vậy? Trời ơi, mình ăn clear cái toilet. Má, thất bại quá lại anh em ơi. Chết. Hay quá. Tao giữ kinh nghiệm rồi. Chúng mày bắn tao chứ gì? Cái gì mày cũng lại bắn tao chứ gì, con chó này. Mẹ nó. Không, thằng này hơi bất cẩn anh em ơi. Khu này clear. Sao? Đi. À, tắt đèn. Ok, bây giờ mới chính thức tắt đèn nè. Đó, Captain Rai, lên lầu 2 nào anh trai. Let's go. Cảm giác cứ như là đi săn Bin Laden vậy á. Y chang. Ok. Má, như là đang săn Bin Laden luôn. Y chang luôn, không khác gì. Khắp chân ra vô trước luôn hả?
Má nó làm giống quần què vậy, tông thẳng ở đây vậy. Từ từ từ, bên này clear chưa? Clear. Ủa ai giết nhanh vậy? Ai giết gọn vậy? Thì mà anh Captain Ray gọn gàng vậy trời. Captain Ray gọn quá. Bỏ chân bỏ tay xuống bên chó này. Lê lê lê. Bình tĩnh. Thịt mẹ có bóng người nha. Khoan, mới áp lực quá à. Qua đây chưa? Thịt mẹ. Cái gì vậy? Có tiếng người. Đi mẹ mày, tao biết ngay mà trong này mà. Ok chị gái, chị ngoan đó, coi dưới đây có gì không. Ok liền em ơi. Còn ngoài này, từ từ. Ok, clear. Lên lầu trên. Ơ đù, má. Gọn gàng vậy. anh lính này hơi gọn gàng nha. Anh lính này đi clear house hơi gọn nha. Rồi đủ mắt cái vậy. Má hết hồn. Em mình sẽ chết bên trái trước. Ok. Má hờn đấy. Bắn trước anh em à, mấy khúc cua này phải bắn trước. Clear. Ok, mình vô chỗ này. À, mày đây rồi. Everyone, hand to the air. Má, mày vãi. Ê, trời. Ít mẹ. Lỡ tay. Ôi, chết chung luôn đi. Clear. Xong rồi. Chả có con mẹ trong này hết. À, nó muốn mọi thứ trong này phải được thu gọn hết luôn hả? Cảm giác cho mình như Biladen ấy nhờ. Tại vì lúc mà giết Biladen tụi nó cũng thu gọn toàn bộ chứng cứ này nọ ở đây hết nè. Hay. Nói như thật quá, game này đáng đồng tiền mất gạo anh em à. Này quá, game thì phải đáng đồng tiền vậy chứ. Má, nhìn tụi lính quá. Hello anh trai, anh làm tốt lắm. Má, game đẹp quá. Game đẹp thật sự luôn ấy. Ở ngôi nhà trà hả? Ok. Tất cả lực lượng đi vào nhà trà. Đúng, nhà trà, nhà này hả? Nhà trà, nhà gì? Nhà này nhà trà hả? Nhà uống trà hả? Ok. Mở ra nào. Let's go. Ok. Alex đồ nó mặc đẹp ha, kiểu tôi khác. Chết mẹ lú rồi. Cuộc chơi này đi hơi xa hơn cả những thứ chúng ta từng mơ về. Rồi. Má, cái hầm này bị nổ rồi. Mình đã bị cắt đứt liên lạc rồi anh em à. Cái gì vậy trời, sao Alex cầm súng phò vậy? Thiệt luôn ấy, cầm sạc gân là sao? Trời, nhỏ này không biết gỡ bom hả? Con gà nè. Ok. Chết mẹ. Ok, đã gỡ bom. Hey, còn trên này nữa. Gỡ không được, không thấy chỗ gỡ anh em à.
Ồ, sức mạnh của sạc gân. Sức mạnh của sạc gân. Hay quá. Hơi nhìn phế phế vậy thôi chứ bắn cũng thố lắm ấy chứ. À, đứng bên này luôn hả? Ít mẹ mày. Ra đây mày ra đây. Từ từ, chim cút vô đây đã, chim cút vô đây đã. Bên kia chưa lê nha. Ok, lê rồi, clear rồi. Một thằng chạy qua đây nè, một thằng chạy qua đây nè. Từ từ, từ từ. Easy. Mày còn sống hả bro? Sống hơi dài đấy. Má, 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 ở đây, ở đây, ở đây, ở đây, có ở đây. Mẹ tao biết ngay mà, thấy đường đạn bắn thực chơi bắn xuống à. Damn bro. Mát ăn hết. Chết. Hay quá. Nó gót xuống dính cái mền luôn. May quá quả lựu đạn nó không có gì liên quan tới mình. Hey, quay quay bên đó nha, bên đó nha. Ok ok. Mình qua bên kia mình xử tụi nó đã. Easy. Trời anh em ơi. Có đồ mấy thằng này bị mù nó không bắn mình. Anh cha này bị mù, anh cha này bị mù. Không nói chứ đồ. Súng phóng lộ, súng phóng lộ được nha, được nha. Súng súng nãy zoom xa quá. Ủa má. Ok clear. Bên này có gì không? Không có gì, không có gì hết. Gửi bạn quả cho thông thả này. Ủa đủ má. Tôi biết ngay mà. Ủa mình vẫn dính hả? Má may ghê, con nhỏ kia kêu đây là 7. Phải chui vô đây, phải chui vô đây hả? Đúng rồi, má phải bò rồi, phải bò rồi, tới đây phải bò rồi. Hadid mẹ, Hadid đang nói chuyện với mình kìa. Hadid cũng muốn bảo vệ mình nhưng mà không được rồi. Hadid cũng chỉ muốn Hadid suy nghĩ đơn giản lắm, chỉ đơn giản là muốn trả thù tụi Nga ngày xưa giết ba mẹ nó thôi. Mẹ game tư bản. Nhét chữ vô mồm anh em Nga không. Ok, clear chưa, clear chưa? Mới chưa được đứng lên hả? Ok. Tắt đi, tắt đi, tắt đi. Chói quá. Ok, từ hai cửa đúng không? Hai cửa đúng không? Ok. À, cửa này cửa cục. Cửa này cửa cục anh em à. Thôi đổi AK, khỏi đổi AK đi. AK này bắn zoom sát quá. Hai ca này bắn zoom sát quá, bắn không được. Hey, từ từ, từ từ. Lú rồi chứ gì, lú liền. Lú rồi, khoan từ từ. Bên phải. Chết mẹ cái gì? Đù má. Chết mẹ dính bẫy rồi, dính bẫy rồi. Nặng, nó rác quá, bắn rác quá. Khúc này bắn rác quá. Lại, 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 lại. Vẫn là chỉ có khúc này thôi. Mày đã chết mẹ. Má, chui vô, chui vô, chui vô. Chân này đúng không? Không phải, phải, phải. Ok. Mấy, zoom sát quá, trong này, bắn, trong này gần bị zoom sát quá. Lê. Đây. Cầm khẩu này đi. Ở đây có red dot này. Ừ, red dot là đẹp. Cầm red dot là đẹp rồi. Ready. Ok, clear. Từ từ chị gái đúng không á, em không muốn chết ngu đâu. Qua từ từ.
Khoan nha, tôi thấy hơi bị nhiều người đó nha. Ờ à, đây có cái lỗ nè, đây có lỗ nè. Tiếp. Hôm nay chỉ có nhiêu đây. Ờ chỉ có nhiêu đây thiệt. Nói vừa lời thì chỉ có nhiêu đây thôi anh em à. Nó đạn, má may quá tụi nó chạy luôn, trời đụng quá tụi nó chạy qua luôn. Ok, clear rồi. Trời ơi, tao nghe thấy cái bóng tao biết liền. Chết mẹ. Cái gì vậy? Má bây giờ phải đợi nó hết bắn mới dám chạy qua. Má, mới dính một viên thôi đó. Từ từ, giờ sao? Bọc từ phía sau. Bọc bên hông súng hả? Nhưng mà làm sao ra được đây? Má mày vãi cứt. Giờ làm sao má đưa ra lại má đó. Trời ơi. Khúc này chua quá. Sao? Từ từ nha, lại khúc này nha. À dùng flash để làm mù nó chứ đã. Đúng rồi, làm mù nó. Nó đụng mấy nhưng mà chui qua đây cũng như không. À chui qua đây nè. Trời mẹ đó. May quá. Vãi cứt, trong này có người nha. Ok. Mượt. Mẹ mày, bằng nãy mày bắn hơi. Mày thấy mày bắn hơi nhiều nha. Má bắn thốn thật sự luôn ấy chứ. Nè, có đường qua bên này. Thế được, ok rồi. Chết mẹ, kéo. Rồi xong. Gút mẹ gì mà lú mẹ rồi đừng gút gì nữa. Ok, bây giờ nhỏ sẽ đứng đó đợi mình. Đúng rồi, chị gái chứ cứ đứng im đó chứ đợi cho em. Chị gái cứ đứng im đợi, chị gái đi lầm vòng chị gái chết nữa. Nhưng mà tôi thêm chế mệt ai. Không kết nối được trên kia rồi anh em à. Vẫn bị cắt đứt. Cái gì vậy? Push hả? Đẩy. Ok. Cửa gì đây? Không, vậy là quẹo bên này. Cái cửa để chân cho vui thôi. Uầy. Hướng nào vậy? Má. Không thì giết được hai thằng rồi. Từ từ anh em ơi. Tôi thấy thùng dầu nó chảy ra nè. Thùng dầu chảy ra bắn mà không nổ. Từ từ. Đây rồi. Má vãi. Chết mẹ. Rồi xong. Trời ơi, bất cẩn quá. Pha này hơi bất cẩn. Pha này lỗi tôi. Giờ thì không còn lỗi tôi nữa. Tôi giết hết rồi thì làm sao có lỗi được. Đó, má nó nổ nè, nó nổ liên tiếp luôn nè. Trời ơi, hồi nãy mình cũng đúp một lần rồi mà mình không để ý, mình quên vụ đó nữa. Ẩu quá. Cái gì vậy? Chết mẹ. Đốt lửa hả? Đi nào ta. Đừng cục đường này. À đẩy lên chỗ này xong mình leo lên. Đúng rồi. Ok, một liền. Từ nha. Chết mẹ, biết ngay mà. Làm sao mà đi được dưới đi ha?
Ê, mày trung úy đây, tôi là trung úy đây. Đúng không, mình là trung úy Sensei. Trung úy Alex. Bố mày là trung úy đấy, cẩn thận vào. À, có cầu thang bên này, có cầu thang bên này. Lú liền. Từ từ nha, từ từ nha. Để ý từng đường, để ý từng đường. Dùng cái này à, ok. Mẹ mày, con mẹ mày, con mẹ mày. Hay quá. Ui, chui vô đây. Đừng cục rồi. Cũng này đừng cục rồi anh em ơi. Ủa cái gì vậy? Cầu thang bên này. Kiểm tra phía trên nha, má nó nã xuống thì mệt đó. Ủa sao leo không được? Đi, mẹ mày. Lũ liền. Wow, cái gì vậy? Má áp lực quá, phải chua kia. Mình bị chặn rồi vậy, đi đường này. Má. Cái gì vậy? Cái gì vậy mới được? Ai bắn mình vậy? Chết mẹ rồi. Mình không thể ở lại đây lâu rồi. Chết mẹ rồi, khói nó bám mình, mình bị nghẹt. Cứu. Hay quá, cảm ơn chị gái. Cảm kích đi chị gái. Ủa? Rồi, mình cũng phải tự leo lên nữa. Chờ mình tưởng cái cảnh này cảnh xin, cho nên là kiểu nó tự làm hết. Tao nhớ mày ở đây mà. Ok, leo lên. Khúc này mình phải tự leo lên luôn. Khúc này mình cũng phải leo lên luôn. Ô, má nó không chỉ dẫn luôn ai biết. Hèn gì, má chết ngu thiệt luôn á. Trời ơi, mình kêu nó ở yên một chỗ, may là nó không ở yên á. Nó ở yên là mình chết rồi. Ok, mấy anh trai này bị clear hết rồi. Vô đây đúng không? Timer, he has a vest. There is no escape. This is the end. Your brother needed. Mình có bắt ổng không? Đụng bắt ổng tính tự sát hả? Đụng mát ổng tính tự sát kìa, xuống máy bắn vậy. Đụng mát tính ra mình bắn đại mà, ý là cũng đúng luôn ấy. Rồi rồi, không có chỉ dẫn gì hết ta. Ảo thật sự. Còn 20 giây. Ok, bây giờ mình sẽ cắt dây như những gì ổng như nó nói. Màu vàng, màu xanh lá. Easy. Màu vàng. Easy. Màu đỏ. Ở phía trên màu đỏ khúc nào? Đây hả? Cái lùn má hơi chậm. Khúc này chậm quá. Khúc này hơi chậm. Lại nè. Ready. Green wire. In 3, 2, 1. Cut. Green. Next. Easy. In 2, 1. Cut it. Easy. Trên này. Cắt trên này, dây trên này. In 2, 1. Now. Cut. Easy. Good job. Má áp lực luôn á trời. Vậy là thằng con chó này tính tự sát luôn. Thằng dẫn đầu băng đảng Awata tự sát luôn. Còn hai đít thì vẫn mất tiêu. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi tập game này. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và subscribe, cũng như hãy comment bên dưới những điều mà các bạn muốn mình cải thiện các video lần sau. Ok, cảm ơn anh em. Bye bye. Khoan, khúc này tôi đọc tí đã. Đọc tí đi, để hiểu cốt truyện tí. Congratulations on the job.
job well done. As much as we can all hear the ice in the glass, I'm afraid our toast has to wait. Hadir and his new friends are on the move. What are they? One step at a time. No one said they're friends. The general would tend to disagree. Norris, I asked you to let Tell him, Laswell. Or I will. Command has officially redesignated Farah's forces. You want to translate that from bullshit to English? It means they're on the list. Đồ nó tiếng Anh đéo hiểu luôn. Đúng rồi, con nhỏ này nó chỉ tiếng Anh cũng đéo hiểu luôn. Thằng cha Norris này ở tập 1, nó nói một cái từ cực kỳ dài luôn, mình phải Google dịch mình mới dịch ra được ấy. Có ai hiểu đâu. Not anymore. You keep your muppets on a short string, Colonel. Or what? I'll fucking earn you from it. Kate, these people need our support. There's nothing else we can do. Well, there's plenty we can do. I'm tired of being told who my friends are. Alex, don't. I'm going back to Urzikstan, staying with Vader's army. What you're doing is illegal. I'm pretty sure everything we do is illegal. Only the good stuff. Tụi Mỹ nó không muốn hỗ trợ tụi này đánh lại quân đội Nga. Xong rồi bọn này tự tách ra luôn. Xong rồi Laswell kêu là điều này là phạm pháp, nhưng mà tụi này vẫn kệ mẹ nó. Tình anh em có khác. Tình đồng đội có khác.